Nhật Bản cảnh báo nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 8 dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi các địa phương tăng cường hệ thống y tế và thúc đẩy việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Cảnh báo được đưa ra khi số ca mắc mới COVID-19 tại nước này đã vượt trên 100.000 người, lần đầu tiên kể từ giữa tháng 9. Tại Hàn Quốc, số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục ở mức cao, hôm qua ghi nhận hơn 55.400 ca. Giới chức nước này quan ngại về khả năng tái bùng phát dịch trong mùa đông năm nay. Còn ở Trung Quốc, 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 23.000 ca mắc mới COVID-19, kể cả các ca không triệu chứng. Dù số ca tăng mạnh, nhưng khi ban hành 20 biện pháp tối ưu hóa phòng chống dịch, Trung Quốc đã nới lỏng nhiều quy định để giảm thấp ảnh hưởng đến nền kinh tế. Trung Quốc đang tập trung việc tiêm vaccine vào người cao tuổi, bởi mới chỉ 2/3 số người trên 80 tuổi tiêm đủ 2 mũi và chỉ 40% là tiêm đủ 3 mũi.